2. Sự táo bạo quá mức. Lại nữa A Nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phần, bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dũng mãnh, thông minh, bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Giảng. Lại nữa A Nan, khi hành giả bao gồm tất cả những thiện nhân đang tu tập Phật pháp, khi ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trong năm uẩn biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn biết rõ sáng suốt về thọ ấm. Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra, một nhãn quang đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm. Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên thái quá như bất cập, có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo. Ví như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích vậy. Vậy nên trong cảnh giới thiền định này, người ấy cảm kích quá phần, rồi bỗng dưng phát ra tâm trí dũng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như Phật. Dũng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có, tự cho rằng mình đồng như chư Phật, nói rằng Đức Phật và mình như nhau, cho rằng mình có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Cho rằng có thể vượt qua A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm. Do đó anh ta nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật mà anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là đã rơi vào tà tri tà kiến. Thực ra mỗi người đều có một đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành cũng không thể trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một thời gian rất lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Nếu người có tu hành nhưng không được thiền tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng mình lên ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực vậy, chỉ một niệm sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào quyến thuộc của ba dương. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt thì tình trạng ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ. Khi gặp người sẽ khoe khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Này quý vị đang nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan trọng, nói về 50 hiện tượng ma sự phát sinh từ ngũ ấm. Nếu những người tu hành mà không hiểu 50 hiện tượng ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu. Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng ngũ ấm ma này thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh khoác lác, làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần 50 hiện tượng ấm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng loài cảnh giới khi tu tập. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành. Vì hậu quả từ công phu thái quá chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dũng mãnh như vậy. Chẳng có gì lầm lỗi trong sự dũng mãnh tinh tấn nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên tự phụ nói rằng: ồ, ta chính là Phật, vậy ông là Phật, Đức Phật đã giảng Tam Tạng và 12 bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu tạng kinh, ông còn chưa hiểu được kinh tạng thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật, vậy có phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thế thì sao ông lại dám tuyên bố rằng ông thành Phật được? Ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và giảng giải rành mạch Tam Tạng 12 bộ kinh, thì cao nhất là ông có thể gọi mình là
một đệ tử của Đức Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy mọi người trên thế gian đều kính mến, quý trọng Đức Phật, nên muốn mình cũng thành như Phật, để sau khi chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chết, người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dũng mãnh như thế, miễn ông hiểu rằng đó chỉ là một cảnh giới, và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả thánh. Trạng thái đó không phải là chứng thánh. Nếu ông nhận rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất. Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh, nói rằng ôi ta đã thành Phật, liền bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ 50 hiện tượng ấm ma thì làm sao mà thành Phật được. Loại ma này là một trong những loại ma ngông cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm ông, khiến ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma dương sẽ kiểm soát và hành động như người ấy. Khi gặp bất luận người nào liền khoe khoang về mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình. Mọi người đều sai trái hết, thấy chỉ có riêng mình nó là đáng trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật. Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính hắn ta là Phật và không còn thấy người nào dưới mình nữa. Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người đều là Phật, chính anh ta cũng là Phật, chẳng có vị Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng không có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai ở dưới mình nữa. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu không duy trì chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Ha ha ha, 问什么的说